Lời đầu tiên xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất tới các thầy cô giáo và các bạn thí sinh tham gia dự thi của số thi chinh phục khối 10 của thi thường niên năm học 2021-2022 của đoàn trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo ngày hôm nay. Kính thưa các thầy cô giáo cùng các bạn thí sinh thân mến, thì tiếp tục với chuỗi chinh phục cấp trường thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón 3 đội thi của khối 10, đó là đội thi 10A1, đội thi 10A3 và đội thi 10A8. Xin chúc cho cả 3 đội thi ngày hôm nay sẽ thật bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả tốt nhất. Sau đây thì tôi xin thông qua về thể lệ cuộc thi như sau. Cuộc thi ngày hôm nay sẽ gồm 3 phần: phần chào hỏi, phần thi trí tuệ và phần thi tranh biện. Trong đó phần thi chào hỏi sẽ không tính điểm. Tổng điểm chung cuộc sẽ là tổng điểm của 2 phần thi trí tuệ và phần thi tranh biện. Ngay sau đây thì cuộc thi chinh phục xin phép được bắt đầu. Và mở đầu chương trình sẽ là phần chào hỏi. Xin mời sự xuất hiện đến từ các thí sinh của 3 đội chơi ạ. Mỗi đội chơi sẽ có thời gian là 1 phút để giới thiệu về đội thi của mình. Trước tiên, xin mời tín hiệu từ điểm cầu của đội thi 10A1. Xin mời 10A1 ạ. Xin chào các thầy cô giáo và các bạn cùng thi. Em xin được giới thiệu, em tên là Nguyễn Thế Dũng, của chi bản 11. Đội của em thì có đại thành viên là em bạn Lý Phương Anh và bạn Lê Thành Chi. Chúng em đến đây với một tâm thế khá là thoải mái và sẽ cố gắng hết sức để xin cảm ơn phần thi đến từ chi đoàn 10A1 ạ. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với điểm cầu của chi đoàn 10A3. Xin mời đội thi 10A3. Lời đầu tiên cho em gửi lời chào và lời chúc trân trọng nhất tới các bạn học sinh dự thi và các thầy cô có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay ạ. Em tên là Phạm Nguyễn Duy Hoàng. Hôm nay em đồng hành cùng hai bạn là bạn Phạm Quỳnh Anh và bạn Dương Tuấn Phong. Chúng em đến từ chi đoàn 10A3, một chi đoàn đoàn kết, năng động, sáng tạo. Chúng em rất vui khi lại được có mặt ở đây thêm một lần nữa để có thể tham gia vào cuộc thi ngày hôm nay. Chúng em đến đây vẫn theo tiêu chí học hỏi, trao dồi kinh nghiệm là chủ yếu và cũng sẽ cố gắng hết mình để có được chiến thắng trong ngày hôm nay ạ. Cuối cùng em xin chúc cuộc thi ngày hôm nay thành công tốt đẹp ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn chi đoàn 10A3 với những lời giới thiệu của đội mình. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với tín hiệu của chi đoàn 10A8. Xin mời chi đoàn 10A8. Thầy cô và các bạn, đầu tiên em xin gửi lời chào đến cô và các bạn. Em là Phạm Thu An, đi cùng với bạn Nguyễn Văn Nguyên và Nguyễn Như Nguyệt đến từ chi đoàn 10A8. Hôm nay đến với cuộc thi này thì em chỉnh lại đặt background đi và con đẩy cam chiếc lùi lên vì không nhìn thấy mắt con đâu. Cô là lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến ban giám khảo và các bạn. Các bạn của các chi đoàn có mặt ngày hôm nay, em tên là Phạm Thu An, đi cùng với bạn Nguyễn Văn Nguyên và Nguyễn Như Nguyệt đến từ chi đoàn 10A8. Hôm nay chúng em đến với chương trình là cũng mong muốn học hỏi, trau dồi thêm kiến thức và thêm hiểu biết của mình. Chúc các bạn trong cuộc thi ngày hôm nay có được kết quả tốt đẹp. Nghe thế ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn phần giới thiệu đến từ cả 3 chi đoàn đội thi là đội thi 10A1, 10A3 và 10A8. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên, phần thi trí tuệ. Trước khi đến với phần thi, cô xin công bố về thể lệ của phần thi như sau. MC sẽ đọc câu hỏi và được chiếu trên màn hình. Ngay sau khi MC đọc xong, các đội chơi sẽ nhanh chóng đưa ra tín hiệu bằng cách comment dấu chấm vào trong ô chat. Đội thi nhanh nhất giành được quyền trả lời. Nếu trả lời đúng được 5 điểm, nếu trả lời sai, 2 đội còn lại đưa ra tín hiệu trả lời trong ô chat. Mỗi đội sẽ được lựa chọn trả lời một câu hỏi một lượt trong một câu hỏi. Lưu ý, nếu đội có tín hiệu trả lời nhưng không comment đúng lệnh thì tín hiệu cũng không được đáp ứng. Mỗi đội sẽ được quyền chọn ngôi sao hy vọng một lần trước khi MC đọc câu hỏi. Nếu trả lời đúng được 10 điểm. Kết thúc 10 câu hỏi, nếu chưa tìm ra hai đội thi có điểm cao hơn thì các đội tiếp tục trả lời câu hỏi dự phòng từ ban tổ chức.
Ngay bây giờ thì cả ba đội thi đã sẵn sàng, ban tổ chức đã sẵn sàng và chúng ta sẽ cùng đến với gói câu hỏi trí tuệ của cuộc thi chinh phục ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng đến với gói thi các câu hỏi trí tuệ trong gói thi ngày hôm nay ạ. Nhờ ban tổ chức chuẩn bị sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ đến với một câu hỏi thuộc lĩnh vực toán học. Hãy cho biết giá trị của biểu thức sau. Tana trừ đi trừ tana sẽ có giá trị là bao nhiêu? Thời gian trả lời bắt đầu. Mười A ba ạ. Vâng, xin mời tín hiệu từ 10A3 bạn Phạm Quỳnh Anh ạ. Thưa cô là 2 Tana ạ. Vâng ạ. Xin chúc mừng 10A3. Đây là một câu hỏi với điểm số đầu tiên của tri đoàn 10A3. Đáp án của chúng ta là 2 Tana. Tiếp theo đến với câu hỏi số 2 ạ. Có đội nào muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Không có đội nào lựa chọn ngôi sao hy vọng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2 thuộc lĩnh vực vật lý. Hãy cho biết tính đặc trưng của chất rắn đơn tinh thể. Thời gian trả lời bắt đầu. Mời A3, Phạm Quỳnh Anh ạ. Xin mời tín hiệu của bạn Phạm Quỳnh Anh, 10A3. Con thưa cô, chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng ạ. Lại là một đáp án hoàn toàn chính xác. Một điểm số tiếp theo được cộng cho lớp 10A3. Tính đặc trưng của chất rắn đơn tinh thể là tính dị hướng ạ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Xin hỏi có đội nào muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng của câu hỏi số 3 này tiếp theo không ạ? Không có đội nào lựa chọn ngôi sao hy vọng, chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3 thuộc lĩnh vực hóa học như sau. Hãy cho biết axit sulfuric đặc khác axit sulfuric loãng ở tính chất hóa học nào? Thời gian trả lời bắt đầu. Mời A1 Đinh Phương Anh ạ. Xin mời tín hiệu từ 10A1 Đinh Phương Anh. Đáp án của em là acid sulfuric đã có tính oxy hóa mạnh, còn acid sulfuric lại không có. Vâng ạ, một điểm số đầu tiên dành cho tri đoàn 10A1. Tính chất khác nhau ở đây giữa hai loại acid này chính là tính oxy hóa mạnh. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ tư ạ. Một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực sinh học. Cô Thảo ơi, cô Thảo cho mình sửa một chút cái chỗ này nhé. Thực ra thì acid sulfuric lại cũng có tính oxy hóa, nó tham gia phản ứng với kim loại tạo ra hydro. Như vậy thì ở đây thì cái đáp án này nó chưa thật sự là chính xác. Một đáp án chính xác ở đây phải là có khả năng hút ẩm, hút nước. Vâng ạ. Chứ không phải là tính oxy hóa mạnh. Vâng ạ, xin cảm ơn ý kiến góp ý từ cô giáo Đan Trang của tổ hóa học. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi dự phòng thay thế cho câu hỏi này ạ. Câu hỏi dự phòng như sau, các bạn thí sinh chúng ta chú ý lắng nghe. Cho biết giai đoạn có thời gian dài nhất trong một chu kỳ tế bào. Thời gian trả lời bắt đầu. Cô xin đọc lại câu hỏi. Hãy cho biết giai đoạn có thời gian dài nhất trong một chu kỳ tế bào. 18 Nguyễn Văn Nguyên ạ. Vâng, xin mời tín hiệu từ 18 ạ. Theo cô, câu trả lời của em là kỳ trung gian. Vâng, xin chúc mừng tín hiệu của 10A8. Đây là điểm số đầu tiên dành cho đội thi 10A8 ạ. Đó chính là kỳ trung gian. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4 thuộc lĩnh vực sinh học. Hãy nêu đặc điểm nổi bật của virus trần. Thời gian trả lời bắt đầu. Mời A8 Nguyễn Văn Nguyên ạ. Xin mời tín hiệu từ 18 ạ.
Cô, đặc điểm nổi bật của virus trần là không có vỏ bọc bên ngoài. Vâng ạ, một đáp án hoàn toàn chính xác. Điểm số tiếp theo dành cho 10A8 ạ. Đặc điểm nổi bật của virus trần đó là virus không có vỏ ngoài. Tiếp theo chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5 ạ. Xin hỏi ở câu hỏi này có đội thi nào muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Chưa có đội thi nào muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5 thuộc lĩnh vực văn học như sau ạ. Đoạn trích Chí khí anh hùng thuộc sách giáo khoa văn học 10 nằm trong đoạn nào của truyện Kiều? Thời gian trả lời bắt đầu. Phạm Quỳnh Anh 13 ạ. Xin mời tín hiệu của 13 bạn. Thưa cô, nằm trong phần 2 ở gia biến và lưu lạc. Xin hỏi bạn có thể nêu rõ được 2213 đến 2230. Vâng ạ, một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội thi 10A bạn. Đoạn trích Chí khí anh hùng là thuộc từ câu 2213 đến câu 2230 của truyện Kiều. Điểm số tiếp theo. Xin phép đề nghị ban tổ chức một chút ạ. Là đề nghị ban tổ chức thay đổi lại câu hỏi số 5. Vì câu hỏi này là câu hỏi không phải là thuộc dạng câu hỏi nhận biết. Câu hỏi này học sinh có thể sử dụng tài liệu bên ngoài và trả lời vì nội dung đã hiển thị rõ ở ngay trên sách giáo khoa. Nên là đề nghị ban tổ chức thay đổi bằng một câu hỏi tư duy khác để đo cái năng lực định tính của các đội thi thì để sẽ đảm bảo được công bằng và khách quan hơn. Vâng ạ, xin cảm ơn ý kiến từ ban cố vấn. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi dự phòng. Một câu hỏi dự phòng thuộc lĩnh vực lịch sử ạ. Các đội thi chúng ta hãy cùng chú ý lắng nghe câu hỏi dự phòng như sau. Hãy cho biết tên chính xác phát minh của James Watt vào năm 1784. Thời gian trả lời bắt đầu. Cô xin đọc lại câu hỏi. Hãy cho biết tên chính xác phát minh của James Watt vào năm 1784. Phạm Quỳnh Anh 13 ạ. Xin mời tín hiệu của 13. Thưa cô, là máy hơi nước ạ. Vâng ạ, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Đó chính là phát minh ra máy hơi nước. Xin chúc mừng đội thi 10A3. Các bạn vẫn có điểm số ở câu hỏi này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 6 thuộc lĩnh vực lịch sử ạ. Câu hỏi như sau. Hãy cho biết cuộc cách mạng ở Anh bắt đầu từ ngành nghề nào? Thời gian trả lời bắt đầu. Mười ba. Vâng, xin mời tín hiệu từ 13. Xin mời tín hiệu. Em thưa cô là ngành dệt ạ. Vâng ạ, một điểm số tiếp theo dành cho 13 đó chính là ngành công nghiệp dệt. 13 đang dẫn đầu với những điểm số hoàn rất là sát sao. Vậy chúng ta sẽ hai đội thi còn lại là đội thi 10A1 và 10A8 chúng ta cũng cố gắng và nghe thật kỹ các câu hỏi để đưa ra đáp án trả lời chính xác cho đội thi của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 7. Có đội thi nào muốn lựa chọn cô sao hy vọng ở câu hỏi số 7 này không ạ? Không có đội thi nào muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 7 thuộc lĩnh vực địa lý như sau ạ. Hãy cho biết tên gọi tuyến đường ô tô có ý nghĩa quan trọng nhất của nước ta bây giờ. Thời gian trả lời bắt đầu. 18 ạ. Xin mời tín hiệu của 18. Cô là quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A. Vâng ạ, điểm số tiếp theo dành cho 10A8 ạ. Đó chính là quốc lộ 1A hay còn gọi là quốc lộ 1. Ở Việt Nam thì tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước đó là quốc lộ 1, được kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau và chạy qua 6/7 vùng kinh tế ở nước ta, trừ vùng Tây Nguyên ạ. Tiếp theo chúng ta cùng đến với câu hỏi số 8, một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực ngoại ngữ ạ. Hãy điền vào chỗ trống, thời gian trả lời bắt đầu. Mười ba. Xin mời hỗ trợ. Xin mời tín hiệu từ 10A3. Con thưa cô là A safe. Đáp án cuối cùng của con là gì ạ? Là đáp án là A safe.
Đáp án A, vâng ạ. Xin chúc mừng tín hiệu của 10A3. Đáp án chính xác là C. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cấu trúc let cộng verb nguyên thể. Và câu này có thể dịch ra là hãy cùng tiết kiệm nước bằng cách tắt vòi khi không sử dụng ạ. Một ý nghĩa rất là hay cho thông điệp gửi tới môi trường của chúng ta hiện nay. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tới với câu hỏi số 9, một câu hỏi thuộc lĩnh vực tin học. Không biết có đội thi nào muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Vâng ạ, chúng ta cùng đến với câu hỏi số 9 thuộc lĩnh vực tin học như sau. Hãy cho biết có mấy loại phần mềm ứng dụng. Thời gian trả lời bắt đầu. Mời A3. Vâng, xin mời tín hiệu từ mời A3. Em thưa cô, có hai loại phần mềm ứng dụng là phần mềm công cụ và phần mềm tiện ích ạ. Vâng ạ, một đáp án hoàn toàn chính xác của mời A3. Chúng ta có hai loại phần mềm ứng dụng, đó là phần mềm công cụ và phần mềm tiện ích. Rất nhanh chóng chúng ta đã trải qua 9 câu hỏi của phần thi đầu tiên, phần thi trí tuệ. Chúng ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Ở câu hỏi này không biết có đội thi nào muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng hay không? Các bạn sẽ được nhân đôi điểm số. Mời A3. Vâng ạ, xin được ghi nhận tín hiệu ngôi sao hy vọng từ 10A3. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe với câu hỏi số 10, câu hỏi cuối cùng liên quan đến lĩnh vực đời sống ạ. Hãy cho biết một vùng lãnh hải có độ lớn là bao nhiêu? Thời gian trả lời bắt đầu. 10A3. Vâng, xin mời tín hiệu của 10A3. Thưa cô là 12 hải lý ạ. Vâng ạ, một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Một vùng lãnh hải có độ lớn là 12 hải lý ạ. Như vậy, trải qua 10 câu hỏi của phần thi trí tuệ, các đội thi đã rất là xuất sắc và đưa ra các án trả lời của chúng ta. Mặc dù ở trong phần thi vẫn còn cần đến sự hỗ trợ của ban tổ chức, nhưng mà chúng ta cũng đã chọn ra được các đội thi có điểm số cao hơn ạ. Như vậy, sau khi kết thúc phần thi trí tuệ đầu tiên, thì hai đội thi có điểm số cao hơn, đó là đội thi 10A3 với 7 câu trả lời đúng và đội thi 10A8 với 3 câu trả lời đúng. Cả hai đội thi 10A3 và 10A8 chúng ta sẽ được quyền đi tiếp vào phòng thi tiếp theo, đó là vòng tranh biện. Xin cảm ơn đội thi 10A1. Các bạn sẽ ở lại ở trong địa chỉ phòng Zoom để cùng theo dõi và ủng hộ cho hai đội thi 10A3 và 10A8. Xin cảm ơn ạ. Tiếp theo, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bước sang phần thi tranh biện. Đến với phần thi tranh biện ạ, thì đại diện mỗi đội sẽ có thời gian để trải qua 3 lượt tranh biện. Lượt 1 sẽ là lượt bày tỏ quan điểm. Đại diện mỗi đội sẽ có 2 phút để trình bày ý kiến về quan điểm của đội mình bảo vệ. Lượt 2 là lượt hỏi đáp. Cả hai đội sẽ có thời gian trong vòng 3 phút. Đội có điểm trí tuệ cao hơn sẽ được quyền hỏi trước. Người hỏi chỉ hỏi, không trình bày luận điểm. Và người hỏi có thể yêu cầu xem nguồn bằng chứng. Người trả lời có thể bị người hỏi ngắt nếu trả lời không đúng câu hỏi. Nếu đội nào quá 10 giây mà không suy nghĩ và không hỏi được thì đội còn lại sẽ được giành quyền hỏi. Và lượt 3 là lượt củng cố. Mỗi đội sẽ có 1 phút để tổng kết, thuyết phục ban giám khảo về quan điểm của đội mình. Như vậy, đối với chủ đề ngày hôm nay thì cả hai đội thi 10A3 và 10A8 sẽ cùng bảo vệ quan điểm, đó là giáo dục giới tính trong trường phổ thông có nên hay không. Ngay sau đây, xin mời vòng quay sẽ đưa ra ý kiến bảo vệ quan điểm đồng thuận, đồng ý hay phản đối cho đội đầu tiên, đó là đội 10A3. Xin mời vòng quay. Vâng ạ, như vậy đội thi 10A3 sẽ bảo vệ quan điểm phản đối. Còn đội thi 10A8 sẽ bảo vệ quan điểm đồng ý ạ. Trước tiên đến với lượt 1, cả hai đội sẽ có thời gian là 2 phút để trình bày về ý kiến quan điểm của đội mình ạ. Xin hỏi tín hiệu từ đội thi 10A3, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Đã sẵn sàng rồi ạ. Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với 2 phút trình bày ý kiến quan điểm bảo vệ của đội thi 10A3, quan điểm phản đối. Thời gian bắt đầu.
Em thưa cô, bài toán về giáo dục giới tính cho đến nay vẫn không hề là dễ dàng khi mà còn có rất nhiều các em, thậm chí là người lớn hiểu sai về giáo dục giới tính hoặc giáo dục giới tính không đúng đắn và hậu quả của nó thì vô cùng nặng nề. Đặc biệt là trong thời điểm giáo dục giới tính vẫn còn là một vấn đề được coi là khá tế nhị và mọi người rất ngại khi phải bàn về vấn đề này. Chính vì thế mà có rất ít người đủ khả năng để truyền dạy cho học sinh một cách đầy đủ và chính xác nhất về giáo dục giới tính, dẫn đến giáo dục giới tính là một cách không đúng, dẫn đến giáo dục giới tính một cách không đúng đắn và nó có thể trở thành một con dao hai lưỡi. Khai thác sự tò mò, mong muốn khám phá độ tuổi thanh thiếu niên mới lớn hiện nay với những vấn đề tình cảm tế nhị, họ sẽ dễ dàng bị thu hút lôi kéo hơn với những sách báo và phim ảnh, thông tin có nội dung không phù hợp, từ đó có những suy nghĩ và tư tưởng, hành động không đúng đắn và lệch lạc, có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Nên chúng tôi không ủng hộ việc đưa giáo dục giới tính thành một bộ môn học chính cho đến khi Việt Nam đủ năng lực và khả năng để có thể giảng dạy nó một cách tốt nhất. Thứ hai, giáo dục giới tính ở Việt Nam vẫn còn là một vấn đề nhạy cảm và khó nói, nên những bạn học sinh hiện nay vẫn chưa coi giáo dục giới tính là một điều quan trọng. Nên nếu đưa giáo dục giới tính thành một môn học chính như bây giờ thì gần như sẽ không thể đạt được hiệu quả như mà chúng ta mong muốn, mà có thể còn có thể gây phản tác dụng như việc học sinh coi giáo dục giới tính thành một trò đùa tiêu khiển, lố lăng và dùng nó để đi trêu chọc, nhạo báng, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến mọi người, và đây sẽ là những mầm mống có hại đầu tiên được gieo vào đầu các thế hệ tương lai của đất nước. Chính vì thế chúng tôi không ủng hộ việc đưa giáo dục giới tính thành một bộ môn học chính vào thời điểm hiện tại. Thì em xin hết ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn phần trình bày quan điểm bảo vệ của đội thi 10A3. Tiếp theo chúng ta cùng đến với 2 phút bảo vệ quan điểm đồng ý của đội thi 10A8. Thời gian của các bạn bắt đầu. Xin chào các thầy cô và các bạn có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Hôm nay em xin đại diện cho chi đoàn 10A8 trình bày về quan điểm của đội mình là đồng tình về việc đưa giáo dục giới tính vào trong nhà trường. Thứ nhất, đưa giáo dục giới tính vào trở thành một môn học chính thức ở trong nhà trường. Môn học sẽ trang bị cho học sinh những kiến thức cần thiết về đời sống giới tính, giúp học sinh hiểu biết về toàn diện về cơ thể, về sự thay đổi tâm sinh lý qua từng giai đoạn, tránh hạn chế tối đa tỷ lệ về các vụ việc xảy ra do thiếu hiểu biết, đặc biệt là ở lứa tuổi vị thành niên. Vì thế giáo dục giới tính trở thành một việc cần thiết và bắt buộc. Học sinh càng biết sớm về giáo dục giới tính thì sẽ càng có tư tưởng trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn. Lý do thứ hai đó chính là việc là đáp ứng nhu cầu lứa tuổi trung học phổ thông. Ở độ tuổi vị thành niên thì các học sinh thường có những nhu cầu cần tìm hiểu về tâm sinh lý. Các em cần hiểu được những vấn đề. Các em cần hiểu được những vấn đề về cơ thể. Chính vì thế nên là chúng ta phải đáp ứng nhu cầu của học sinh. Lý do thứ ba đó chính là chúng ta đã vì đáp ứng nhu cầu của học sinh nên chúng ta đang tôn trọng quyền tự do, dân chủ, bình đẳng đối với các cá nhân. Thứ tư, đưa môn học vào trở thành môn học chính thức ở trong nhà trường thì đây chính là một xu thế giáo dục chung của thế giới. Thế giới đang phát triển, ngày càng phát triển, và giáo dục giới tính ở các nước thì đang được thực hiện rất là tốt ạ. Thứ năm là giáo dục đưa môn học vào nhà trường thì sẽ xây dựng được môi trường văn hóa học đường văn minh lành mạnh hơn ạ. Xin hết ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn phần trình bày quan điểm của đội thi 10A8 ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần thi lượt 2, lượt hỏi đáp. Cả hai đội sẽ có 3 phút để hỏi và đáp đối với đội đối phương. Các bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị các câu hỏi, hỏi đáp. Thời gian chuẩn bị bắt đầu.
Vâng ạ, như vậy đã hết thời gian chuẩn bị. Cả hai đội hãy cùng sẵn sàng để bước vào phần hỏi đáp. Thời gian 3 phút của cả hai đội. Bắt đầu. Mình muốn đưa ra một câu hỏi cho các bạn là như này. Các bạn có thể chứng minh cho mình là Việt Nam hiện tại có đủ khả năng để có thể giáo dục giới tính một cách đúng đắn và không khiến cho những học sinh bị sa ngã vào những cái vấn đề tệ nạn hay không? Và thứ hai là như các bạn đã bảo là giáo dục giới tính sẽ giúp cho môi trường đường trở nên đúng đắn hơn. Thế các bạn có thể chứng minh được rằng là học sinh sẽ không biến những cái giáo dục giới tính đấy có ý, học sinh sẽ có ý thức và sẽ không có những học sinh không ý thức biến những cái môn giáo dục giới tính đấy thành những trò đùa tiêu khiển và khiến cho ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và có thể gây những ảnh hưởng đến thế hệ sau này không ạ? Xin mời bạn Nguyễn Như Nguyệt của đội thi 10A8 con bật mic lên ạ. Bạn Nguyễn Như Nguyệt của đội thi 10A8 đang phản biện, con bật mic lên ạ. Em bật rồi, em nói mà không nghe gì cô. Em xin được trả lời của câu hỏi của chị đoàn lớp 10A3 sau ạ. Tại sao bạn lại cho rằng Việt Nam lại không đủ trình độ để có thể giáo dục học sinh trở nên văn minh, lành mạnh? Việt Nam có rất nhiều những người có học thức và có những người có học thức như là giáo trường văn minh và lành mạnh hơn thì môi trường của chúng ta khi đi học thì luôn sự thực hiện các nền nếp thì luôn sơ vin đeo phù hiệu mặc đồng phục, đó chính là văn minh lành mạnh. Vậy tại sao cho mình xin phép được ngắt câu trả lời của bạn bởi vì bạn không trả lời đúng trọng tâm của mình hỏi ạ. Mình hỏi là bạn, mình muốn bạn chứng minh là Việt Nam có đủ khả năng để giáo dục giới tính hay không, chứ không phải là đủ khả năng để có thể khiến môi trường học đường lành mạnh và văn minh hơn ạ. Em được phép bỏ qua câu hỏi này ạ. Vâng ạ. Vậy còn câu hỏi thứ hai của mình là tại sao bạn lại nghĩ là giáo dục giới tính có thể khiến cho môi trường có đủ khả năng để môi trường trở nên như bạn nói là kiểu lành mạnh hơn, mà tại sao bạn không nghĩ là vẫn có những cái học sinh vô ý thức, kém ý thức vẫn còn đang len lỏi và có thể biến những cái bộ môn giáo dục giới tính đấy thành những trò đùa tiêu khiển và có thể gây ảnh hưởng đến mọi người ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn cả hai đội thi. Như vậy là thời gian dành cho phần hỏi đáp là 3 phút của chúng ta đã kết thúc. Cả hai đội thi thì cô đã được lắng nghe các câu hỏi, hỏi đáp từ cả hai đội 10A3 và 10A8 ạ. Lượt cuối cùng đó là lượt củng cố, thì mỗi đội sẽ có thời gian là 1 phút để tổng kết và thuyết phục ban giám khảo về quan điểm của đội mình. Trước tiên thì xin mời 1 phút tổng kết của đội thi 10A3, thời gian của các bạn bắt đầu. Từ tất cả những ý trên, có thể cho thấy rằng Việt Nam vẫn là
vẫn thì vấn đề giáo dục giới tính ở Việt Nam vẫn còn vô cùng tế nhị và khá khó nói. Thế nên những cái con người đủ khả năng để có thể truyền dạy và đào tạo và giảng dạy được bộ môn giáo dục giới tính này vẫn còn hạn chế. Thế nên chúng tôi nghĩ là bộ môn giáo dục giới tính này chưa nên được đưa vào trường lớp để giảng dạy một cách chính thức cho đến khi mà Việt Nam có thể đủ khả năng để có thể giảng dạy bộ môn giáo dục giới tính này một cách hoàn thiện nhất, để tránh được việc giáo dục giới tính không đúng đắn và dẫn đến những hậu quả đáng tiếc ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn phần bảo vệ quan điểm cuối cùng của đội thi 10A3. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần bảo vệ quan điểm của đội thi 10A8 ạ. Phần bảo vệ của bạn bắt đầu. Không có lứa tuổi học sinh trung học phổ thông là lứa tuổi đang trong giai đoạn vậy thì có trong giai đoạn các bạn đang có xu thế là học sinh trung thôn ở lứa tuổi từ 15 đến 18. Đây là giai đoạn tuổi dậy thì ở lứa tuổi này các bạn đang có rất nhiều sự phát triển mạnh về thể chất mà bên cạnh đó cũng có rất nhiều các biến động. Đây cũng là lứa tuổi rất kích động, bị chi phối nhiều tác động về ngoại hình, ham thích sự tò mò, ưa khám phá. Cho nên là việc giáo dục giới tính là rất thật sự cần thiết. Sự cần thiết bởi cần thiết trong giai đoạn này cho thế ạ. Xin cảm ơn phần bảo vệ quan điểm của đội thi 10A8 ạ. Vâng, cô biết là các bạn đã rất là run và chúng ta cũng đã cố gắng hết sức mình để thể hiện tốt nhất trong phần thi của đội thi của chúng ta đúng không ạ? Vâng ạ. Trong thời gian chờ đợi kết quả thì chắc là chúng ta cả hai đội thi chúng ta sẽ xin được lắng nghe các ý kiến nhận xét của các thầy cô giáo ở trong ban tổ chức ạ. Xin mời cô giáo Đào Thị Ngọc Phương, Bí thư đoàn trường, cô sẽ nhận xét và đưa ra những cái chỉ dạy cho các đội thi ạ. Xin trân trọng kính mời cô. Vâng ạ, trước tiên là mình thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn các thí sinh vì đã sắp xếp được cái thời gian và dung lượng học tập và làm việc sinh hoạt của mình để có thể tham gia một cái sân chơi hoạt động ngoại khóa ở ngoài giờ vào một cái khung giờ rất là muộn như thế này. Và nó cũng khiến cho cái công việc học tập của bọn con bị ảnh hưởng. Nhưng mà hy vọng là một lần mà tham gia chương trình thì sẽ là một lần trải nghiệm và mang lại cho bọn con những cái kinh nghiệm rất là quý báu khi mà chúng ta tham gia những cái sân chơi hoạt động ngoài giờ như vậy. Thế thì theo dõi cái nội dung ngày hôm nay thì cảm nhận đầu tiên của mình là hết sức là bất ngờ và thực sự là... Nên sau đây ở trên tay cô thì đã là kết quả chung cuộc của cuộc thi số thi chinh phục dành cho khối 10 ngày hôm nay giữa ba đội thi là 10A1, 10A3 và 10A8. Xin dành lời chúc cho đội thi của 10A3. Các bạn đã giành một chiến thắng tuyệt đối về đứng đầu bảng với 40 điểm trí tuệ và 30 điểm tranh biện. Và về nhì là đội thi của lớp 10A8. Xin chúc mừng các đội thi ạ. Như vậy là đội thi 10A3, các con sẽ được vào số thi cuối cùng vòng chung kết của khối 10. Xin chúc mừng các đội thi ạ. Như vậy chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúng xin chúc các thầy cô trong ban tổ chức và chúc các bạn thí sinh sẽ có một tuần làm việc thật là hiệu quả, giành được nhiều thành công mới và chúng ta sẽ có được những cái kỷ niệm thật là tuyệt vời ở tại ngôi trường trung học phổ thông. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.